Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hôm nay mình học tiếp từ Sanyojana ha. Tôi bị nghe đọc qua trước. Sanyojana fetters. There are 10 fetters tying beings to the wheel of existence, namely 1. Personality belief. 2. Skeptical doubt. Vichikicca. 3. Clinging to miruns and rituals. 4. Sensuous craving. Kamaraga. 5. Ill will. Vyapada. 6. Craving for fine material existence. Ruparaga. 7. Craving for immaterial existence. Aruparaga. 8. Concept. Mana. 9. Restlessness. Uttacha. 10. Ignorance. Avijja. The first 5 of these are called lower fetters, Oramphagiya Sangyochana, as they tie to the sensuous world. The later 5 are called higher fetters, Uttamphagiya Sangyochana, as they tie to the higher world, that is, the fine material and immaterial world. He who is free from 1 to 3 is a sotapanna or stream winner, that is, one who has entered the stream to nibbana, as it were. He who, besides these 3 fetters, has overcome 4 and 5 in their grosser form, is called a sakadagami, a once returner to this sensuous world. He who is fully freed from 1 to 5 is an anagami, or non-returner to the sensuous world. He who is freed from all the 10 fetters is called an arahat, that is, a perfectly holy one. For more details, see Ariyapugala. The 10 fetters are as enumerated in the Abhidhamma. For example, Vipanga 17 are sensuous craving, ill will, concept, wrong views, skeptical doubt, clinging to mere runes and ritual, craving for existence, envy, stinginess, ignorance. Thậm chí có khi mình nghe mình tưởng không có mic luôn. Chắc lên một tí nữa thử chân thấu cho rõ. Personality belief, sakkaya ditthi, thân kiến. Skeptical doubt, vichikicca, hoài nghi. Clinging to mirrors and rituals, silabbata paramasa. Sensuous craving, kamaraga, dục ái. Ill will, vyapada, sân. Craving for fine material existence, ruparaga, shakai. Craving for uttacha, phẩm vật. Ignorance, cha, vô minh. Lower factors, oramphagiya sangyochana, là hào phân kiệt sự. Sense, là dục giới. Higher factors, uttacha, Uttamphagiya Sangyochana, là thường phân kiết sử. Fine material world là sắc giới. Immaterial world là vô sắc giới. Envy là ganh tị tật đổ. Và stinginess là keo kiệt bọn xẹt. Bây giờ mình đọc lại những từ này ha.
fetter, sangyochana, personality belief, sakkaya ditthi, skeptical doubt, vichikicca, clinging to mere runes and ritual. Clinging to mere runes and ritual. Silabbata paramasa. Senses craving. Kama raga. Ill will. Vyapada. Craving for fine material existence. Rupa raga. Craving for immaterial existence. Arupa raga. Concept. Mana. Restlessness. Uttacha. Ignorance. Avicca. Lower fetters. Oram phagiya sangyochana. Senses world. Higher fetters. Uttam phagiya sangyochana. Fine material world. Immaterial world. Envy. Stinginess. Rồi, bây giờ vào mà đọc đoạn Sangyochana. Sangyochana. Fetters. There are 10 fetters. Tying beings to the wheel of existence. Namely, personality belief. Skeptical doubt. Clinging to mere runes and ritual. Senses craving. Ill will. Craving for fine material existence. Craving for immaterial existence. Concept. Restlessness. Ignorance. The first five of these are called lower fetters. Oram phagiya sangyochana. As they tie to the sensuous world. The later five are called higher fetters. Uttam phagiya sangyochana. As they tie to the higher worlds. That is the fine material and immaterial world. He who is free from 1 to 3 is a sotapanna or stream winner. That is one who has entered the stream to Nibbana as it were. He who, besides these three fetters, has overcome 4 and 5 in their grosser form, is called a Sakadagami, a once returner to this sensuous world. He who is fully freed from 1 to 5 is an anagami,
unknown returner to the senseless world. He who is freed from all the ten fetters is called an arahat, that is a perfectly holy one. For more details, see Aryapukkala. The ten fetters are as enumerated in the Abhidhamma. For example, Vipanga 17. Are senseless craving, ill will, conceit, wrong views, skeptical doubts, clinging to mere runes and ritual, craving for existence, envy, stinginess, ignorance. Rồi bây giờ mình dịch cái đoạn này ha. Từ Sanyojana có nghĩa là factor của tiếng Anh, tiếng mình gọi là kiết sự. Cái từ mà từ nghĩa đen của chữ factor là cái cùm, cái cùm, cái gông, nó xích mình lại đó. À, cái cùm ha, hay là cái gông ha. Và mình dịch từ Phật học á, đó là kiết sự. Quý vị thấy cái này mà đưa cho mấy người dịch bên ngoài là họ sẽ dịch cái cung liền. Làm sao biết kiết sự mới dịch không? There are ten fetters. Có 10 kiết sự. Tying beings to the wheel of existence. Trói buộc chúng sanh vào vòng hiền hữu hay là vòng luân hồi. Trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. Namely, đó là một personality belief, thân kiến. Hai là skeptical doubt, hoài nghi. Ba là clinging to mere runes and ritual. Dịch nghĩa đen đó là chấp thủ bám víu vào những cái luật lệ và những cái nghi lệ thông đơn thuần, mere là đơn thuần. À, thì ở đây mình dịch là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Thủ là chấp thủ. Và giới cấm là những cái điều lệ, những cái nghi lệ mà bắt buộc người ta phải làm theo. À, giới cấm thủ. À, giới cấm thủ. À, chấp thủ vào giới cấm. Thứ tư là senseless craving, dục ái. Dục ái tức là tham ái đối với dục lạc. Ví dụ như mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích quay phim, thích nghe nhạc ha, thích sự xúc chạm êm ái, thì như vậy đó gọi là dục ái. Senseless craving, dục ái. Thứ năm là ill will, sân hận. Sân hận. Thứ sáu là craving for fine material existence. À, là sắc ái, có nghĩa là tham ái đối với sự hiện hữu ở trong sắc giới. Sắc ái. Thứ bảy, craving for immaterial existence, là vô sắc ái, tức là sự tham đắm, tham ái đối với sự hiện hữu ở trong cõi sắc giới, tức là các cõi trời sắc giới đó. Thứ tám, conceit, là ngã màng. Ngạ màng. Màng là không có dê ha. Số 9, restlessness, là phóng dật. Và số 10, ignorance, là vô minh. The first five of these are called lower fetters. Năm kiết sự đầu tiên được gọi là hạ phần kiết sự, lower fetters.
hà phần kiết sự. As they tie to the senses world, vì chúng trói buộc vào dục giới. Mà dục giới là quả thấp, cho nên mình gọi là hà phần. Hà phần kiệt sự. Như vậy sợ bị gọi là hà phần bởi vì nó cái kiệt sự này nó trói buộc chúng sanh vào cảnh thấp. Tiếp theo. The later five are called higher fetters. Năm kiệt sự sau được gọi là thường phân kiết sự. Uttampagiya sangyochana được gọi là thường phân kiết sự. As they tie to the higher worlds, vì chúng trói buộc vào những cảnh giới cao hơn. Vì chúng trói buộc vào những cảnh giới cao hơn. That is the fine material and immaterial world. Đó là sắc giới và vô sắc giới. He who is free from 1 to 3 is a sotapanna. Người nào thoát khỏi kiết sự từ 1 đến 3. Người nào thoát khỏi kiết sự từ 1 đến 3, tức là 3 kiết sự đầu tiên đó, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ đó. Is a sotapanna, là bậc sotapanna hay là tu đà hoàng, hay còn gọi là all stream winner, hay còn gọi là bậc nhập lưu. Stream là lưu, là dòng nước, còn winner là nhập vào, đi vào, đạt người đạt được. Stream or stream winner mình dịch là hay là bậc nhập lưu. That is one who has entered the stream of Nibbana. Nghĩa là người đã nhập vào được dòng. Ở đây dịch là dòng để Niết Bàn thì mình thêm chữ là dòng thánh. Người đã nhập vào được dòng thánh đến Niết Bàn. Người đã nhập vào được dòng thánh đến Niết Bàn. As it were, đây là gì? Cái nghĩa là chị mình niệm dịch as it were đó, quý vị thấy là dùng cái dạng này là substantive mood, là dạng câu câu giả định loại 2. Câu giả định loại 2 thì dùng gua cho tất cả các ngôi. Mà câu giả định loại 2 á, tức là nó trái với sự thật ở hiện tại. Nhưng mà không hiểu sao trong câu này thì có cái chữ SS gua ở đây. Thì mình đọc mình cũng không có hiểu ý cái vì viết á, là họ viết vì sao là đưa chữ SS gua. Có lẽ đó có nghĩa rằng là giống như cái câu này là cái câu mà so sánh vị von, là giống như cái người mà chứng đắc tu đà hoàng, là cũng giống như cái người mà đã đi vô dòng rồi, nhập vô dòng rồi. Thành ra cái chỗ này nó không có rõ nghĩa thì mình bỏ qua không được, mình cần phải dịch vì câu này nó cũng đã sáng rồi. Cái câu này đó tức là vì nào mà thoát được kiết sự từ 1 đến 3 là vì thánh sotapanna hay là vì thánh nhập lưu, nghĩa là người đã nhập được vào dòng thánh đi đến Niết Bàn. He who, besides these three fetters, has overcome 4 and 5 in their grosser form. Người mà ngoài ba kiết sự trên, đã overcome tức là vượt qua, là loại bỏ, là diệt trừ, thì ở đây mình có thể dịch ra chữ diệt trừ đấy ha. Đã diệt trừ được kiết sự thứ 4 và thứ 5 trong dạng thô, in their grosser form. Thứ 4 và thứ 5 tức là dục ái và sân đó ha. Thì đã diệt trừ được kiết sự thứ 4 và thứ 5 ở trong dạng thô. Thì
is called a Sakadagami, thì được gọi là bậc thánh Tứ Đà Hàm, là từ phiên âm. Hay là Sakadagami. A once returner, tức là bậc thánh Nhất Lai. Chỉ còn trở lại cõi dục giới này một lần nữa. Chỉ còn trở lại cõi dục giới này một lần nữa. Chấm. He who is fully freed from 1 to 5 is an anagami. Người mà đã hoàn toàn giải thoát khỏi các kiết sự, người mà hoàn toàn giải thoát khỏi các kiết sự từ 1 đến 5, tức là 5 hạ phân kiết sự đó, từ 1 đến 5, is an anagami, là bậc thánh Anaham. Or non-returner, hay là bất lai. Mà bất lai nghĩa là không trở lại cõi dục giới này nữa. Không trở lại cõi dục giới này nữa. He who is freed from all the 10 fetters is called an arahat. Người mà giải thoát khỏi tất cả 10 kiết sự. Người mà thoát khỏi tất cả 10 kiết sự is called an arahat, được gọi là bậc A La Hán. That is a perfectly holy one, nghĩa là bậc hoàn toàn giải thoát, hay là bậc thánh. Perfectly holy one là bậc thánh hoàn hảo, hay là mình có thể dịch là bậc hoàn toàn giải thoát là được rồi. For more details see Ariyapuggala. Để biết thêm chi tiết thì đọc cái từ khóa Ariyapuggala, tức là thánh nhân. The 10 fetters are enumerated in the Abhidhamma. 10 kiết sự được liệt kê. Trong Atidam. For example, Vipanga 17 are. Ví dụ trong bộ phân tích. Vipanga là bộ phân tích. Chương 17. Thì trong bộ phân tích thì nói rằng 10 kiết sự là, nên cái tên khác vào trong tầng kinh một tí, tên kia là trích từ trong tầng kinh, còn bây giờ là trích từ trong tầng Atidam, và đặc biệt trong cuốn Vipanga là bộ phân tích, là bộ thứ hai đó. Thì 10 kiết sự mà nông nêu lên trong đó, thứ nhất là senses craving, là dục ái, ill will là sân, conceit là ngạ mạn, wrong views là tà kiến, skeptical doubt hoài nghi, clinging to mere rules and ritual giới cấm thủ, craving for existence sắc ái. Hoặc ở đây mình dùng của chúng là hữu ái, chứ không phải sắc ái, hữu ái. Existence. Envy là tật đố. Stinginess là bọng sẻn. Và ignorance là vô minh. Cái đây, cái trang này đó, vì chữ nào cũng là thuật ngữ cả, cho nên cái trang này không có in đậm.
Nha. Từ trái chung dưới không có chữ nào mà không thuật ngữ hết á. Cho nên đừng quý vị đừng có nói chữ nó sứ in đậm là không có ra nha. Mà vì chữ nào cũng thuật ngữ hết cho nên không có in đậm nữa. Hả? Lần sau phải in đậm luôn hả? In đậm lần mất thêm mấy phút nữa. Trong khi nói còn mất cả mấy giây thôi. Đôi lúc lâm biển rồi đó ha. Rồi bây giờ mình học qua bài tiếp theo, bài 11 ha. Cái từ tiếp theo cũng là từ quan trọng, là từ Sankhara. Ai mà đi cái học hành bên ngủ ngay Goenka là gặp cái từ Sankhara này rất là thường á. Đó là khi mình ngồi thiền cả cái Sankhara nó trồi lên. Nó trồi lên, nó biểu hiện rất nhiều hình thức. Là những cái phiền não bao nhiêu năm trước á, những cái chuyện ghi năm trước của mình ngồi mình nhớ lên, nó nhớ lại những chuyện cũ, chuyện xưa. Rồi ngay cả trong thân cũng vậy đó, nó khởi trồi lên, nó khiến cho mình bao nhiêu cái bình hoàng nó khởi ra, bị ngứa, bị sưng, bị này, bị kia đó. À, một cái cách nó trồi lên xong nó thanh lọc á. À, nên khi nào quý vị về đọc, ai mà rảnh thì nghe những cái băng giảng của ngài Goenka, ngài giảng về thiền rất là hay. Màu dạng bằng video đó. Ví dụ như ha, mỗi lần mình đi dự khóa thiền á, mình thích là đăng ký bên tiếng Anh hơn bằng bên tiếng Việt. Bởi vì nếu như mình đăng ký và nghe tiếng Anh á, là mỗi ngày mình ngồi thiền xong là buổi tối từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ là giờ nghe pháp. Mà nếu như ai nghe tiếng Anh á, là người ta sẽ mở video là có hình ngài và ngồi nghe ngài giảng, có hình của ngài luôn mà nghe ngài nói bằng tiếng Anh, và tiếng Anh của ngài nói rất là rõ, từng từ một rất là rõ. Còn nếu như mà mình nghe bằng tiếng Việt á, thì không được qua video mà chỉ nghe cái file MP3 do một cái người Việt Nam đọc. À, quý vị thấy khác nhau hẳn. Một bên là đọc bằng dịch, mà chưa kể đó, khi mà mình nghe ở bên Ấn Độ thôi đó đó, cái người đọc á, tiếng Pali họ không biết đọc á, cho nên chữ C đó, ví dụ như chị C thì tiếng Việt mình là đọc chữ cơ, tiếng Pali họ đọc thành chữ chơ. À, thành ra đó, ví dụ như là Vichara thì họ đọc là Vikara, thì mình nghe rất là khó chịu. À, thành ra là vừa nghe là đã bạn dịch là không thấy hình là đã chán rồi, mà thỉnh thoảng là nghe đọc sai nữa đang chán nữa. Cho nên sau đó là mình thì cứ sổ tiên là mình chỉ đăng ký ngay tiếng trực tiếp tiếng Anh luôn. Mình có cái video đó, ai muốn á thì cho mượn, hoặc là quý vị lên trên mạng á, đánh là không biết trên mạng có không á, 11 bài quý vị vô nghe á. Mà khi mà quý vị đặc biệt mà học xong những cái thuật ngữ này rồi đó, vô nghe ngài giảng á, là mình phải quen vì ngài hay dùng từ Pali lắm. Rồi bây giờ mình trở lại từ Sankhara. Sankhara, this term has, according to its context, different shades of meaning which should be carefully distinguished. One, to its most frequent usage, the general term formation may be applied with the qualifications required by the context. This term may refer either to the act of forming or to the passive state of having been formed, or to both. One, as the second link of the formula of dependent origination, paticca-samuppada, Sankhara has the acti aspect, forming, and signifies karma, that is, wholesome or unwholesome volitional activity, cetana, a body, kaya sankhara, speech, vachi sankhara, or mind, citta or mano sankhara. This definition occurs, for example, at Samyutta Nikaya 12-27. For sankhara in this sense, the word karma formation has been coined by the author. In other passages, in the same context, sankhara is defined by reference to A. Meritorious karma formations, punya fi sankhara. B. The meritorious karma formations, apunya fi sankhara. C. Imperturbable karma formations, anencha fi sankhara. For example, in S.
12:51-33. This threefold division covers karmic activity in all spheres of existence. The meritorious karma formations extend to the senses and the fine material sphere, the demeritorious ones only to the sensual sphere, and the imperturbable only to the immaterial sphere. 2. The aforementioned three terms, Kaya Sankhara, Vachi Sankhara, and Chitta Sankhara, are sometimes used in quite a different sense, namely as 1. Bodily function, that is, in and out breathing, for example, M10. 2. Verbal function, for, that is, thought conception and discursive thinking. 3. Mental function, that is, feeling and perception, for example, M44. C. Nirodha Samapatti. It also denotes the fourth group of existence, Sankhara Khanda, and includes all mental formations, whether they belong to karmically forming consciousness or not. See Khanda, Table 2, and S22-56-79. 4. It occurs further in the sense of anything formed, sankhata, and conditioned, and includes all things whatever in the world, all phenomena of existence. This meaning applies, for example, to the well-known passage, all formations are impermanent, subject to suffering. Sabbe sankhara anicca, dukkha. In that context, however, sankhara is subordinate to the still wider and all-embracing term dhamma, thing. For dhamma includes also the unformed or unconditioned element, asankhata dhatu, that is, nibbana. For example, in sabbe dhamma anatta, all things are without a self. Sankhara also means sometimes volitional effort. For example, in the formula of the road to power, Itti Pada, in Sankhara Parinibbayi and Asankhara Parinibbayi, and in the Abhidhamma terms, Asankharika and Asankharika Chitta, that is, without effort, or spontaneously, and with effort or prompted. In Western literature, in English as well as in German, sankhara is sometimes mistranslated. In Western literature, in English as well as in German, sankhara is sometimes mistranslated by subconscious tendencies or similarly. That is, subconscious formality forces. This misinterpretation derives perhaps from a similar usage in non-Buddhist Sanskrit literature and is entirely inapplicable to the connotations of the term in Pali Buddhism as listed above under 1 from 1 to 4. For instance, within the dependent origination, sankhara is neither subconscious nor a mere tendency, but is a fully conscious and active karmic volition. In the context of the five groups of existence, a very few of the factors from the group of mental formations, sankhara khanda, are also present as concomitants of subconsciousness, but are of course not restricted to it, not are they mere tendencies. À, bây giờ bài này thì nó nhiều từ mới lắm. Đây soạn ra một số từ mới cho quý vị ha.
Mình có cái từ là meritorious karma formation. Nó đi ra từ cái từ punya vi sankhara. Ở đây mình có cái từ punya. Punya là phước, là phúc. Avi sankhara, sankhara là hành. Còn cái chữ avi đó là ví dụ, là thẳng, từ 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 tiếp đầu ngữ. Mà ở đây thì người ta không có dịch thêm cái từ đó. Cho nên vẫn giữ lại là chữ phúc hành. Punya là phúc ha. Avi sankhara là hành. Thế nên punya vi sankhara mình dịch là phúc hành. Thì trong tiếng Anh á, người ta dịch là meritorious. Chữ meritorious là phước ha. Và karma formation là hành. À, nghiệp hành hay là hành. Thì như vậy ha, meritorious karma formations or punya vi sankhara là phúc hành. Bây giờ thêm một cái chữ a phía trước trong tiếng Pali đó. A punya vi sankhara. Ở đây là chữ a này đó, quý vị thấy nó thiếu này, quý vị giúp thêm vào gạch ngang ở trên chỗ chữ a punya, chữ nha đó là dài. Vậy punya cộng với a phi thì hai chữ a ngắn cộng lại nó ra chữ a dài giống trên kia vậy đó. Nhưng mà ở đây là do lộ định mẩy đó, thành ra là chữ nha này ngắn ha. Nó phải là a punya phi sankhara là phi phúc hành. Thêm chữ a nữa mình thêm chữ phi vô ha, tức là phụ định. Thì tiếng qua Anh là demeritorious karma formation. À, thêm chữ đi có nghĩa là phản nghiệm nó lại là phi phúc. Thay bên kia là phúc thì diễn này là phi phúc hành. Thứ ba là imperturbable karma formation. Nó đi ra từ là anencha phi sankhara. Anencha là bất động. Imperturbable là tức là không có thể làm lay động. À, gọi là bất động hành. Bodily function. À, bodily là thuộc về thân, function á là hành động ha. Thế đây là bodily function là mình dịch là thân hành. Verbal function là khẩu hành. Thought conception à là chữ này là dịch của chữ tâm, vitakka. Rồi discursive thinking là tử, đi ra từ chữ vichara. Rồi mental function là ý hành. Formed and conditioned. Form là được hình thành và condition là có điều kiện. Những pháp nào mà nó được hình thành và nó có điều kiện thì pháp đó được gọi là pháp hữu vi. Tiếng Pali là sankhata. Subordinate, tỉnh tư à, thì có nghĩa là có địa vị thấp hoặc là thuộc cấp dưới, hay có nghĩa là phụ thuộc. All embracing à, all embracing tỉnh tư có nghĩa là bao gồm tất cả. All là tất cả, embracing là bao gồm ha. Đọc nổi lại là all embracing, bao gồm tất cả. Thì trên kia mình có form and condition, thì dưới đây mình có là unformed or unconditioned element. Tiếng Pali là asankhata thatu. Thì asankhata là vô vi và thatu là giới ha. À, chữ giới thì người ta dịch là element, thì mình dịch là vô vi hay là vô vi giới. Without effort đồng nghĩa với spontaneously, là vô trợ. Như ngày hôm qua mình có nói là tấm vô trợ, tấm hữu trợ đó. À, tấm tham á, có cái loại tấm tham vô trợ, có loại tấm tham hữu trợ. Vô trợ là không cần ai nhắc bảo, ai sai khiến cả, tự động mình làm thì gọi là vô trợ. Còn hữu trợ là phải có người giúp đỡ, người rủ rê, người khuyến khích ha, thì gọi là hữu trợ. Subconscious, tỉnh tư, có nghĩa là thuộc về tiềm thức. Misinterpretation. Từ interpretation là giải thích hoặc là dịch, phiên dịch. Mà thêm chữ miss phía trước có nghĩa là sai. Thành ra là misinterpretation là hiểu sai, giải thích sai hay là dịch sai. Derive, động từ, có nghĩa là xuất phát từ, chuyển hóa từ hay là bắt nguồn từ. Inapplicable, tỉnh từ, có nghĩa là không thể áp dụng được hay là không thích hợp. Connotation. À, trong hai chữ này là chữ connotation, mình thấy chữ ở đâu chữ hai chữ n, nhưng mà chữ n đâu nó vẫn đọc là kho thôi, chẳng phải là con ha. Connotation là nghĩa rộng hay là ý nghĩa của một từ. Dependent origination là lý duyên khởi. Rồi đó là những từ mới nó xuất hiện trong bài này. Bây giờ mình đọc những từ này trước ha.
Meritorious karma formations. Đọc lại ha. Meritorious karma formations. Punyafi sankhara. Punyafi sankhara. The meritorious karma formations. Apunyafi sankhara. Imperturbable karma formations. Anincha fi sankhara. Bodily function. Verbal function. Thought conception. Discursive thinking. Mental function. Formed and conditioned. Sankhata. Subordinate. Subordinate. All embracing. Nổi vào ha. All embracing. Unformed or unconditioned elements. Unformed or unconditioned element. Asankhata chatu. Without effort. Spontaneously. With effort. Prompted. Subconscious. Subconscious. Misinterpretation. Misinterpretation. Derive. Derive. Inapplicable. Inapplicable. Connotation. Connotation. Dependent origination. Chị O đọc là ơ. Dependent origination. Rồi, bây giờ mình trở lại cái từ sankhara, một thuật ngữ rất là quan trọng ở trong tiếng Pali. Cũng như là trong... Mấy chữ kia là câu nói rất quan trọng, đây hai chữ rất nha. Rất là quan trọng nha. Chắc chắn là rất thi thể nào phải có. Chắc chắn thuật ngữ muốn có cái này thì làm sao mà có đề cho đủ thuật ngữ mà ra. Rồi bây giờ mình đọc qua bài nha. Sankhara. This term has, according to its context, different shades of meaning, which should be carefully distinguished. To its most frequent usages. Usages. The general term formation may be applied with the qualifications required by the context. This term may refer either to the act of forming or to the passive state of having been formed or to both. As the second link of the formula of dependent origination, origination, paticca samuppada, sankhara has the eti aspect, forming, and signifies karma, that is wholesome or unwholesome volitional activity.
Chetana of body. Kaya sankhara. Speech. Vachi sankhara. Our mind. Chitta. Our mano sankhara. This definition occurs. For example, at S12, 227. For sankhara in this sense, the word karma formation has been coined by the author. In other passages, in the same context, sankhara is defined by reference to meritorious karma formations. Punyavi sankhara. The meritorious karma formations. Apunyavi sankhara. Imperturbable karma formations. Anenjavi sankhara. For example, in S12, 51, D33. This threefold division covers karmic activity in all spheres of existence. The meritorious karma formations extend to the senses and the fine material sphere. The demeritorious ones only to the sensor sphere and the imperturbable only to the immaterial sphere. The aforementioned three terms, kaya sankhara, vachi sankhara, and chitta sankhara, are sometimes used in quite a different sense, namely as bodily function. That is in and out breathing. For example, M10. Verb of function. That is thought conception and discursive thinking. Mental function. That is feeling and perception. For example, M44. It also denotes the fourth group of existence. Sankhara khanta. And includes all mental formations, whether they belong to karmically forming consciousness or not. It occurs further in the sense of anything formed, sankhata, and conditioned, and includes all things whatever,
in the world on phenomena of existence. This meaning applies, for example, to the well-known passage on formations are impermanent, subject to suffering. Sabbe sankhara anicca. Quý vị xin lỗi á, chữ sankhara này phải số nhiều, quý vị thêm gạch cái ngang trên đầu cái chữ sankhara đó. Bởi vì đây sabbe là tất cả đó, thì cái nghĩa này nó phải là tiếng số nhiều, cho nên mình đọc lại ha. Sabbe sankhara anicca. Sabbe sankhara anicca. Dukkha. In that context, however, sankhara is subordinate to the still wider and all-embracing term tamma ting. For tamma includes also the unformed or unconditioned element. Asankhata dhatu, that is Nibbana. For example, in sabbe dhamma anatta, all things are without a self. Sankhara also means sometimes volitional effort. For example, in the formula of the road to power, ittipada, in sasankhara and asankhara parinibbayi. And in the Abhidhamma terms, asankharika and sasankharika citta. That is without effort or spontaneously. And with effort, are prompted. In Western literature, in English as well as in German, sankhara is sometimes mistranslated by subconscious tendencies. Subconscious formative forces. Subconscious formative forces. Forces. This misinterpretation. Misinterpretation. Derives perhaps from a similar usage in non-Buddhist Sanskrit literature and is entirely inapplicable to the connotations of the term in Pali Buddhism, as listed above, under 1 to 4. For instance, within the dependent origination, sankhara is neither subconscious nor a mere tendency, but is a fully conscious
An active karmic volition. In the context of the five groups of existence, a very few of the fetters from the group of mental formations, Sankharakhanda, are also present as concomitants of subconsciousness. Đọc lại nhé. As concomitants of subconsciousness, but are of course not restricted to it, nor are they mere tendencies. Giờ mình lui mình dịch từ này. Thì sankhara nó có nhiều nghĩa, cho nên tùy theo mỗi nghĩa. This term has, according to its context, different shades of meaning. Thuật ngữ này tùy theo ngữ cảnh, according to its context, là tùy theo ngữ cảnh. Has different shades of meaning, là có nhiều nghĩa khác nhau. Which should be carefully distinguished, mà cần phải được phân biệt cẩn thận. Ở đây chia ra làm hai phần, phần một là mã và phần hai là mã. Bây giờ phần một là mã trước. To its most frequent usage, là trong cách dùng thông thường nhất. To its most frequent usages, trong cách dùng thông thường nhất. The general term formation may be applied. Thì cái thuật ngữ chung là hành. Chữ formation để mình dịch là hành ha. Có thể được áp dụng. With the qualifications required by the context, với những phẩm tính hoặc là tính chất, với những tính chất cần có, required, được đòi hỏi hay là cần có, by the context, bởi ngữ cảnh. This term may refer either to the act of forming. Thuật ngữ này có thể chỉ cho the act of forming là hành động tạo thành. The act of forming, hành động tạo thành. Or to the passive state of having been formed. Hoặc là chỉ cho cái trạng thái thụ động được tạo thành. Trên kia là hành động tạo thành theo nghĩa chủ động, mà dưới này là hành động trạng thái thụ động được tạo thành. Having been formed. Or to both. Hoặc là chỉ cho cả hai. Chủ động bị động luôn. Thì trong phần 1 này đó, nó có 4 nghĩa nhỏ. Bây giờ tôi đi vào 1 nhỏ. As the second link of the formula of dependent origination, là chi thứ 2 trong công thức của lý duyên khởi. Tức là vô minh duyên cho hành, thì vô minh là chi thứ nhất, thì hành là chi thứ 2. À, thì chữ hành là sankhara đó. Avijja paccaya sankhara. Thì chữ sankhara dịch là chữ hành. À, và trong đấy thì chữ hành á, nó có. Thì như vậy đó, là chi thứ hai trong công thức lý duyên khởi. Sankhara mình để nguyên. À,
Sankhara. Hoặc là mình mở một đơn là chữ hành ha. Has the active aspect. Nó có cái nghĩa tích cực hoặc là chủ động. À, nó có nghĩa chủ động. Ở đây khía cạnh hết mà chữ khía cạnh thì không rõ bằng là cái nghĩa. À, nó có cái nghĩa là chủ, nghĩa chủ động. Forming tức là hình thành. And signifies karma. Và nó chỉ cho nghiệp. Hành ở đây đồng nghĩa với nghiệp. Và signifies là chỉ cho ha. Karma là nghiệp ha. Và nó chỉ cho nghiệp. That is wholesome or unwholesome volitional activity. Tức là những hành động có tác ý. Volitional activity. Activity là hành động, mà volitional là có tác ý, có chủ ý. Nhưng hành động có chủ ý, thiền hay bất thiền, wholesome or unwholesome. Of body, speech or mind, của thân, khẩu hay ý. Như vậy trong cái trường hợp á, mà nếu như mà hành động đó quá thân thì mình gọi là thân hành. Thân hành là kaya sankhara. Nếu đó là hành động quá khẩu thì mình gọi là khẩu hành, vachi sankhara. Và hành động chỉ là quá tâm thì gọi là chitta sankhara hoặc là mano sankhara. Như vậy nghĩa đầu tiên, hành mà trong chi của lý dưỡng khởi đó, thì hành này cũng đồng nghĩa với nghiệp. Mà nghiệp này có nghĩa là nghiệp thiền hay bất thiền, quá thân khẩu hay ý. Tiếp theo ha. This definition occurs. Định nghĩa này xảy ra. For example at S12-27. Ví dụ như trong tương ứng bộ kinh. Phẩm 12. Đoạn 2 và đoạn 27. For sankhara in this sense, à, cho đối với sankhara trong nghĩa này, đối với sankhara trong nghĩa này, the word karma formation has been coined by the author. Cái từ hành nghiệp được tạo nên bởi tác giả. Tức là ngài đó, tác giả đây là ngài Ñānasiloka, ngài là một vị học giả người Đức, một vị tỳ khưu người Đức đi qua tu ở Sri Lanka. Ngài là tác giả của cuốn này đó, thì ngài nói là để dùng dịch cái từ sankhara mà trong nghĩa này đó, thì ngài dịch qua tiếng Anh là karma formation. Vì nó mang nghĩa nghiệp ha, nghiệp hành. À, từ nghiệp hành được tạo nên bởi tác giả. Quite là khi mà một người dịch, họ dịch một cái từ gì mà trong cái ngôn ngữ đó chưa có, thì họ có thể tạo cái từ mới. Thì cái từ tạo từ mới đó giúp cái từ khoai, đồng từ khoai là tạo ra từ. Giống như Hòa Thượng Minh Châu là người đầu tiên mà dịch tiếng kinh điển Pali sang tiếng Việt á, thì ngài cũng tạo ra một số từ mới. À, những người đi tiên phong là họ phải tạo ra thuật ngữ, thì cái từ khoai này là tức là tạo ra đó. À, rồi tiếp theo là in other passages, trong những đoạn khác, đoạn kinh khác, in the same context, trong cùng ngữ cảnh, sankhara is defined by reference to. Sankhara được định nghĩa bằng cách đề cập đến ba loại.
A là meritorious karma formation. Punya phi sankhara mình dịch là phúc hành. A là phúc hành. Phúc hành tức là những cái thiện nghiệp ha. Trong cõi dục giới và cõi sắc giới mà thiện nghiệp thì gọi là phúc hành. Thứ hai là demeritorious karma formations. Tiếng Pali là apunya phi sankhara mà mình dịch là phi phúc hành. Tức là những cái hành động bất thiện ở trong quả dục giới. Không cần nghiệp nữa, phí phúc hành đó. À, mặc dù nó hành đó là hành nghiệp đó. Trên kia ngay nói là ngành hành nghiệp đó. Nhưng mà bây giờ mình chỉ dùng hành thôi. Vì thường mấy cái thuật ngữ này trong tiếng Việt chúng ta chỉ dùng chữ hành thôi. Phúc hành, phí phúc hành. Và thứ ba là imperturbable karma formation là phí phúc hành. À xin lỗi, bất động hành. Anencha phi sankara. For example, in S1251 or D33, à, ví dụ như trong tương ứng bộ kinh Phẩm 12 đoạn 51 hoặc là trường bộ kinh số 33. This threefold division covers karmic activity in all spheres of existence. Sự phân loại ra ba. Sự phân loại ra ba nhóm, tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành đó. Sự phân loại ba nhóm như vậy covers karmic activity, bao trùm các hành nghiệp, karmic activity, các hành động tạo nghiệp á, mình gọi chung là các hành nghiệp. In all spheres of existence, trong tất cả các cảnh giới của hiện hữu. The meritorious karma formations extend to the senses and the fine material sphere. Phúc hành thì mở rộng ra cả dục giới và sắc giới. Extend là mở ra. Phúc hành là nó mở rộng ra cả dục giới và sắc giới. The demeritorious ones only to the sensor sphere. Phi phúc hành thì chỉ giới hạn trong dục giới. And the imperturbable only to the immaterial sphere. Và bất động hành chỉ giới hạn ở vô sắc giới. Như vậy tóm tắt cái đoạn này á, mình sẽ thấy rằng á, cái nghĩa đầu tiên của chữ sankhara là chữ hành, như là vô minh duyên hành. Và hành này đó có nghĩa là nghiệp. Và nghiệp á, mình có thể chia ra làm ba, nhưng mà chia hai cách khác nhau. Nếu như qua cái cách biểu hiện là qua thân, qua khẩu, qua ý, thì mình có thân hành, khẩu hành, ý hành. Mà nếu như nó phân ra là thiện hay bất thiện á, thì mình chia ra ba, là tức là phúc hành, rồi phi phúc hành và bất động hành ha. Như vậy rõ ha. Chữ hành đầu tiên nè, sankhara. Bây giờ qua thứ hai thì nghĩa chữ khác, cũng là chữ hành mà nghĩa chữ khác. The aforementioned three terms, ba thuật ngữ được đề cập ở trên. Aforementioned, afore là ở trên và mentioned là được đề cập ha. Ba thuật ngữ được đề cập ở trên. Tức là kaya sankhara tức là thân hành, vachi sankhara là khẩu hành, và chitta sankhara là ý hành.
thân hành, khẩu hành và ý hành, hay có gọi là tâm hành ha. Are sometimes used in quite a different sense. Đôi lúc được sử dụng, được dùng. Ba thuật ngữ đó đó, đôi lúc được dùng trong một cái nghĩa hoàn toàn khác. Trong một nghĩa hoàn toàn khác, in quite a different sense. Namely, as đó là thân hành. Thân hành thì được nghĩa là gì? Là sự vận hành của thân, sự vận hành của thân. À, thì sự vận hành của thân nghĩa là hơi thở vào và hơi thở ra. À, là chưa ha? Đến kia là nghiệp, gọi là thân nghiệp là khác nghe. Mà chỉ này thân hành á, thân hành này được hiểu là sự vận hành của thân, tức là thở vào thở ra. Cho nên khi nói thân hành niệm, thì thân hành niệm tức là niệm hơi thở ra thở vào á. Đây là cái câu này được trích từ gì? Ví dụ như trong kinh Trung Bộ số 10, tức là kinh Niệm Xứ đó. Rồi thứ hai đó là khẩu hành. Thì khẩu hành ở đây đó là verbal function, là sự vận hành của lời nói. Thì nó chỉ cho gì? Tâm và tứ. À, khẩu hành thì là chỉ cho tâm và tứ. Tâm là suy nghĩ, và tứ là sự chủ tâm. Trên đó, như vậy khẩu hành thân, khẩu hành thì là đồng nghĩa với tâm và tứ. Còn tâm hành, mental function, thứ ba tâm hành á, thì nó đồng nghĩa với thọ và tưởng. Ví dụ như là trong kinh Trung Bộ số 44. Rồi, ở đây mình không có thời giờ để đi vào những cái bài kinh này. Quý vị về mà muốn hiểu rõ hơn ha, thì mở những cái bài kinh này ra đọc, vì có bảng tiếng Việt rồi, để xem được trong đó những cái chữ hành này họ giải thích ra làm sao. Như vậy nghĩa thứ ba, câu thứ hai này cũng là hành à, nhưng mà hành hiểu theo nghĩa khác với hành phía trên ha. Bây giờ thứ ba, it also denotes the fourth group of existence, sankhara khandha. Nó cũng, từ sankhara đó, nó cũng chỉ cho uẩn thứ tư, tức là hành uẩn. And includes all mental formations, và bao gồm tất cả các cái tâm sở. Bởi vì hành uẩn á là nó bao gồm các tâm sở ha. Whether they belong to karmically forming consciousness or not, dù là chúng có thuộc vào các cái tâm tạo nghiệp hay không. Bởi vì quý vị thấy á, là trong các tấm sở đó, có những cái tấm sở nó không có ở trong cái tấm tạo nghiệp. À, nó chỉ ở trong các cái tấm quả hay tấm duy tạc thôi. Nhưng mà vì nó thuộc hành uẩn thì nó cũng gọi là hành. Nó khác với trên kia đó, cái nghĩa thứ nhất á, là hành chính là nghiệp. Thì nghiệp nó chỉ có những cái tấm tạo nghiệp thôi. Còn tấm quả hay tấm duy tạc nó không có phải. Cho nên nghĩa này là nghiệp rộng hơn cái nghĩa trên kia. Đúng chứ? Nghĩa trên kia là chỉ có cái tấm, cái hành động tạo nghiệp. Còn nghĩa dưới này là dù tạo nghiệp hay không tạo nghiệp, tất cả cái tấm sở nào mà thuộc trong hành uẩn thì nó đều là hành cả. À, đó là nghĩa thứ ba ha. Bây giờ qua nghĩa thứ tư. It occurs further in the sense of anything formed. Và hơn nữa, nó xảy ra theo cái nghĩa từ từ sankhara đó ha, nó xảy ra trong cái nghĩa là hoặc là mình nói là nó có nghĩa cho nó dễ hơn. À, ngoài ra sankhara còn có nghĩa là anything formed, bất cứ cái gì
được hình thành. And conditioned, và được tác động. Trong nghĩa này đấy, mình dịch là pháp hữu vi đó. And includes all things whatever in the world, và bao gồm bất cứ cái gì trên thế gian, và bao gồm tất cả mọi thứ, và bao gồm tất cả mọi thứ trên thế gian. All phenomena of existence, tất cả các pháp hiện hữu. Thế nên như vậy là nghĩa hữu vi đó nha. Hữu vi là các pháp do được tạo tác, được điều kiện đó. This meaning applies, nghĩa này áp dụng. For example, là chẳng hạn, phải chẳng hạn. To the well-known passage, cho đoạn kinh nổi tiếng. Đoạn kinh đó tiếng Pali là Sabbe Sankhara Anicca, tiếng Anh dịch là All formations are impermanent, và tiếng Việt mình dịch là tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Rồi câu thứ hai đó là Sabbe Sankhara Dukkha. Ha, thì tất cả các pháp hữu vi là khổ. À, thay vì là họ nhắc lại all formations are đó, thì họ không có nhắc mà họ chấm chấm chấm. Chứ như mình dịch đó, là mình phải dịch câu thứ hai đó. Tiếng Pali cũng vậy, Sabbe Sankhara Dukkha, tất cả các pháp hữu vi là khổ. Thì trong cái câu Sankhara đó thì chữ mình dịch là chữ pháp này là pháp hữu vi là tất cả mọi thứ. Nó rộng hơn cái nghĩa của hành uẩn, nó rộng hơn cái nghĩa là hành nghiệp. Ha. Mà đấy là mình đi từ nghĩa từ hẹp tới rộng đó. Ha. Tiếp theo ha. How in that context however. Tuy nhiên trong ngữ cảnh đó. Sankhara is subordinate to the still wider and all embracing term dhamma. Thì trong ngữ cảnh đó thì Sankhara còn thuộc về một cái thuật ngữ còn rộng hơn, still wider, còn rộng hơn, and all embracing, và bao trùm tất cả, bao gồm tất cả. Đó là thuật ngữ dhamma, pháp. Dhamma mở ngoặc đơn pháp. Như vậy đó là hữu vi nó đã rộng rồi, nhưng mà nó lại là cái tập hợp con của cái tập hợp lớn hơn, bao trùm tất cả, đó là pháp. Vì sao? Ở đây giải thích. For dhamma includes also the unformed and all unconditioned element. Bởi vì pháp nó cũng bao gồm luôn cả vô vi giới. Vì pháp bao trùm, cũng bao trùm luôn cả pháp unformed, tức là không bị tạc thành, không bị tạo thành. All unconditioned là không bị điều kiện. Element là những yếu tố, nó bao gồm luôn cả những yếu tố không bị tạc thành, không bị tạc, bị điều kiện, có được gọi là vô vi giới. Còn that is Nibbana, đó chính là Niết Bàn. Ví dụ như trong câu Sabbe Dhamma Anatta, tất cả
All things are without a self. Các pháp vô ngã. Trên kia là các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ. Còn câu dưới, tất cả các pháp là vô ngã, không có chữ hữu vi vô vi nữa, mà pháp là bao trùm luôn. Ha. Thì dù hữu vi hay vô vi nó đều là vô ngã cả. Cho nên tất cả các pháp là vô ngã. Thì đó là phần một là mà, có bốn nghĩa đi từ thấp lên cao. Ha. Từ hẹp cho tới rộng. Bây giờ đó, qua nghĩa thứ hai, thì nó lại mang cái tính khác, cái căn nghĩa khác. Thì bây giờ mình đọc qua đoạn thứ hai luôn là Sankhara also means sometimes volitional effort. Chữ Sankhara đó đôi lúc nó có nghĩa là sự nỗ lực, chủ có chủ ý. Effort là sự nỗ lực hay sự cố gắng. Volitional là có chủ ý. For example, in the formula of the road to power, ví dụ như trong công thức của thần túc, tự thần túc. Tự thần túc, hay là tự như ý túc đó. Ha. Dục cân tấm thẩm, thì trong đó cái chữ cân đó. Thì chỉ cân đỏ đó, tức là Sankhara đó ha. Thân túc ha. Thân tức là thân thống đó. Ba đó là, tức là cái con đường để đưa đến thân thống đó. Muốn có thân thống thì phải có dục cân tấm thẩm. Thì trong đó có cân, tức là sự nỗ lực đó. Hoặc là in sa Sankhara hoặc là a Sankhara parinibbayi. À, là trong hai cái thuật ngữ là sa Sankhara và asankhara parinibbayi, do cái từ anagami là bậc a-la-hàm đó. Thì bậc a-la-hàm có chia ra hai loại, một loại là asankhara tức là cần có sự nỗ lực, và asankhara parinibbayi là cái vị mà đắc nhập niết bàn mà không cần có sự nỗ lực ha. Có cần có sự nỗ lực ha. Vì nhập niết bàn, vì chứng ngộ niết bàn mà cần có nỗ lực, và vì không cần có nỗ lực. And in the Abhidhamma terms, asankarika and sasankarika citta, và trong cái cả cái thuật ngữ atidam như là tâm vô trợ và tâm hữu trợ. Tâm vô trợ tức là asankarika citta và tâm hữu trợ là sasankarika citta, như hôm qua mình có nói đó. Thì asankarika dịch ra tiếng Anh là gì? Without effort, không cần nỗ lực, hoặc là spontaneously, làm một cách ngay lập tức. À, còn sasankarika citta là with effort hoặc là prompted, là cần có nỗ lực hay là cần được nhắc bảo, cần được đồng viên, thôi thúc. Rồi bây giờ mình cứ nghỉ ở đây ha. Còn một đoạn nữa thì lát nữa quý vị vào học tiếp. Lát nữa vào đó, trước khi mình vào á, ra sẽ cho quý vị kề cái bài kề mà hồi nãy giờ mình nói là Sabbetham Sankhara Anicca đó ha. Cái bài này kề trong kinh rất là hay. Để cho quý vị ra mình ngồi mình viết trên bảng.